Tổng thống Joe Biden đã mở đầu chuyến thăm ngắn tới Việt Nam vào Chủ nhật bằng cách nói với lãnh đạo nước này rằng hai nước có cơ hội định hình khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong nhiều thập kỷ tới. Ông Biden cho biết ông hy vọng có thể đạt được tiến bộ về khí hậu, kinh tế và các vấn đề khác trong chuyến thăm kéo dài 24 giờ của mình. Việt Nam và Hoa Kỳ là những đối tác quan trọng, vào thời điểm mà tôi cho là rất quan trọng, ông Biden nói với ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam trong cuộc gặp công khai tại trụ sở Đảng. Ông Trọng nhất trí rằng cuộc gặp mang lại cơ hội tuyệt vời để mở rộng quan hệ song phương. Ông cảm ơn ông Biden đã mời ông sớm đến thăm Washington. Việt Nam đang nâng cao mối quan hệ với Hoa Kỳ lên vị thế đối tác chiến lược toàn diện, điều mà một trong những cố vấn an ninh quốc gia hàng đầu của ông Biden cho rằng đại diện cho quan hệ đối tác quốc tế cấp cao nhất của Việt Nam. Các quốc gia khác mà Việt Nam đã mở rộng bao gồm Trung Quốc và Nga. Việc nâng Hoa Kỳ lên vị thế tương tự cho thấy Việt Nam muốn bảo vệ mối quan hệ hữu nghị của mình khi các công ty Hoa Kỳ và châu Âu tìm kiếm các giải pháp thay thế cho các nhà máy Trung Quốc. Ông Biden cho biết tại một buổi gây quỹ ở thành phố Salt Lake vào tháng trước rằng Việt Nam không muốn có một liên minh quốc phòng với Mỹ, nhưng họ muốn có các mối quan hệ vì họ muốn Trung Quốc biết rằng họ không đơn độc và có thể lựa chọn đối tác của riêng mình. Tổng thống quyết định sắp xếp chuyến thăm Việt Nam trong chuyến đi tới Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 kết thúc hôm nay. Với sự suy thoái kinh tế của Trung Quốc và việc Chủ tịch Tập Cận Bình củng cố quyền lực chính trị, ông Biden nhận thấy cơ hội để đưa nhiều quốc gia hơn, bao gồm cả Việt Nam và Campuchia vào quỹ đạo của Mỹ. Chúng ta thấy mình đang ở trong tình thế mà tất cả những thay đổi đang diễn ra trên khắp thế giới, ông Biden giải thích vào tháng trước về Việt Nam. Nếu chúng ta thông minh, chúng ta có cơ hội để thay đổi động lực. Ông Biden được chào đón bằng một buổi lễ trang trọng bên ngoài phủ Tổng thống sơn màu vàng. Rất nhiều học sinh xếp hàng dọc các bậc thang, vẫy những lá cờ nhỏ của Hoa Kỳ và Việt Nam. Ông đứng trên khán đài duyệt binh, quan sát quân đội bước cao diễu hành ngang qua. Ông vẫy tay chào các em trước khi lên xe limousine đi đến trụ sở Đảng Cộng sản gặp ông Trọng. Ông Biden bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp lại ông Trọng sau lần gặp cuối cùng cách đây khoảng 8 năm ở Washington khi ông còn làm phó tổng thống. Ông Trọng đã khích lệ ông Biden khi ông Biden đang phải đối mặt với những câu hỏi dai dẳng ở quê nhà về việc đã 80 tuổi và tái tranh cử vào năm tới. Ông Trọng nói, ông chưa già đi một ngày nào và tôi có thể nói rằng ông trông thậm chí còn đẹp hơn trước. Sáng Chủ nhật, John Feiner, phó cố vấn an ninh quốc gia của ông Biden, cho biết vị thế được nâng cao, thể hiện mức độ hợp tác quốc tế cao nhất của Việt Nam. Feiner nói với các phóng viên trên chuyến bay của ông Biden tới Hà Nội, điều quan trọng là phải làm rõ rằng điều này không chỉ bằng lời nói. Trong một hệ thống như Việt Nam, đó là tín hiệu cho toàn bộ chính phủ, toàn bộ bộ máy chính quyền của họ về chiều sâu và sự hợp tác cũng như liên kết với một quốc gia khác là điều có thể thực hiện được. Feiner lưu ý đến một chặng đường kéo dài 5 thập kỷ trong quan hệ Mỹ-Việt, từ xung đột trong chiến tranh Việt Nam đến bình thường hóa quan hệ, và vị thế của Việt Nam với tư cách là đối tác thương mại hàng đầu cũng có chung mối lo ngại với Washington về an ninh ở Biển Đông. Ông nói thêm, chúng tôi sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ đó thông qua chuyến thăm này. Feiner cũng giải quyết các báo cáo rằng Việt Nam đang theo đuổi thỏa thuận mua vũ khí từ Nga, ngay cả khi nước này đang tìm kiếm mối quan hệ sâu sắc hơn với Hoa Kỳ. Feiner thừa nhận mối quan hệ quân sự lâu dài của Việt Nam với Nga và cho biết Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác với Việt Nam và các quốc gia khác có quan hệ tương tự với Nga để cố gắng hạn chế sự tương tác của họ với một quốc gia mà Hoa Kỳ cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và vi phạm luật pháp quốc tế với hành động gây hấn ở Ukraine. Thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam đã tăng tốc kể từ năm 2019. Tuy nhiên, vẫn có những giới hạn về mức độ tiến triển hơn nữa nếu không cải thiện cơ sở hạ tầng, kỹ năng của người lao động và quản trị của đất nước. Thương mại gia tăng cũng không tự động đưa nền kinh tế Việt Nam vào quỹ đạo đi lên. Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết các CEO mà bà nói chuyện đều đánh giá cao Việt Nam là nơi đa dạng hóa chuỗi cung ứng mà trước đại dịch đã phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Raimondo đã cố gắng mở rộng các chuỗi cung ứng đó thông qua khuôn khổ kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, một sáng kiến mà ông Biden đưa ra vào năm ngoái. Raimondo cho biết, cho dù đó là Việt Nam hay Malaysia, Indonesia, Ấn Độ, các công ty đang thực sự xem xét kỹ lưỡng những quốc gia đó như những nơi để kinh doanh nhiều hơn. Đúng là họ cần cải thiện lực lượng lao động, nhà ở, cơ sở hạ tầng và tôi muốn nói là tính minh bạch trong hoạt động của chính phủ. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sụt giảm trong 3 tháng đầu năm 2023. Các nhà xuất khẩu của nước này phải đối mặt với chi phí cao hơn và nhu cầu yếu hơn do lạm phát cao trên toàn thế giới đã gây tổn hại cho thị trường hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, theo Cục Điều tra Dân số, nhập khẩu hàng hóa Việt Nam vào Hoa Kỳ đã tăng gần gấp đôi kể từ năm 2019 lên 127 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Khó có khả năng Việt Nam với dân số 100 triệu người
có thể sánh ngang với quy mô sản xuất của Trung Quốc. Năm 2022, Trung Quốc với 1.4 tỷ dân, xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ nhiều gấp 4 lần Việt Nam. Cũng có bằng chứng cho thấy, Trung Quốc vẫn là trung tâm nền kinh tế của nhiều quốc gia ở Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Một phân tích mới từ Viện Kinh tế Quốc tế Peterson cho thấy, các quốc gia trong IPEF nhận trung bình hơn 30% hàng nhập khẩu từ Trung Quốc và gửi gần 20% hàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Sự phụ thuộc này đã tăng mạnh kể từ năm 2010. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng, Jake Sullivan đã nhìn thấy cơ hội mở rộng mối quan hệ của Mỹ với Việt Nam khi một trong những quan chức hàng đầu của nước này, ông Lê Hoài Trung, đến thăm Washington vào ngày 29 tháng 6. Sau khi nói chuyện với ông Trung, Sullivan quay trở lại văn phòng của mình và quyết định tham khảo ý kiến với nhóm của mình, gửi thư cho chính phủ Việt Nam, đề xuất hai nước đưa quan hệ thương mại và ngoại giao lên mức cao nhất có thể, theo một quan chức chính quyền giấu tên khẳng định để thảo luận chi tiết. Ông Sullivan đề cập lại vấn đề này vào ngày 13 tháng 7 khi đi cùng ông Biden ở Helsinki nói chuyện qua điện thoại với ông Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại một buổi gây quỹ tại một nhà kho ở Maine vài tuần sau đó, ông Biden đã công khai thỏa thuận này. Tôi đã nhận được cuộc gọi từ người đứng đầu Việt Nam, rất muốn gặp tôi khi tới G20, ông Biden nói. Ông ấy muốn nâng chúng tôi lên thành đối tác lớn, cùng với Nga và Trung Quốc. Bạn nghĩ đó là về cái gì? Theo AP, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.